Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020, triển khai công tác năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2020, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận Hải Châu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tổ chức hơn 3.600 buổi với 248.000 người tham dự, xây dựng 18 mô hình phòng chống tội phạm, tiêu biểu là mô hình 3 phòng, tiếng loa an ninh, 3 toàn. Công tác tuần tra phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự theo quyết định 8394 tăng cường, huy động hơn 8.400 lượt ca với hơn 50.590 người. Công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt phương châm 4 chỗ, tỷ lệ trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình tính theo nóc nhà đạt tỷ lệ gần 100%. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tiếp tục tập trung thực hiện chương trình thành phố 4 an, phát huy hiệu quả mô hình 3 phòng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và mô hình cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy.